Tham dự hội khỏe vừa đồng lần này có trên 1.000 vận động viên đến từ 57 trường, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thị xã Đông Triều. Tính đến tháng 12 năm 2015, Ban tổ chức hội khỏe phù đồng thị xã đã hoàn thành việc tổ chức thi đấu 8 trên 10 môn thể thao quy định tại điều lệ hội khỏe phù đồng thị xã lần thứ 9, đó là các môn bơi lội, bóng bàn, bóng rổ, đá cầu, cờ vua, đẩy gậy, thể dục aerobic và bóng đá. Tham gia hội khỏe Phổ đồng cấp tỉnh qua 8 môn thi đấu, thị xã Đông Triều đã giành tổng số 82 huy chương, trong đó có 40 huy chương vàng, 19 huy chương bạc, 20 huy chương đồng, nhất toàn đoàn môn bóng đá khu vực và bơi lội, nhì toàn đoàn môn đẩy gậy, ba toàn đoàn môn thể dục aerobic và huy chương đồng môn bóng rổ. Đây là hoạt động thi đua thiết thực của tuổi trẻ học đường thị xã Đông Triều trong phong trào rèn luyện sức khỏe, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015-2016 và hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại cũng là sự tôn vinh đỉnh cao của phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong trường học, tuyển chọn những học sinh vận động viên xuất sắc nhất để thành lập các đội tuyển tham dự hội khỏe vô đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ 9 năm 2016. Sau lễ khai mạc đã diễn ra trận thi đấu chung kết hai môn thể thao còn lại, đó là điền kinh và cầu lông, các vận động viên đã sôi nổi nhập cuộc thi đấu nhiệt tình với tinh thần thể thao đoàn kết học hỏi.